Vâng, kính chào tất cả các bác quay trở lại với kênh YouTube Cao Hiền Audio. Thì ngày hôm nay xin được giới thiệu đến tất cả các bác một siêu phẩm. Đó chính là một dòng micro với thương hiệu là Gutin các bác nha. Với thương hiệu là Gutin. Và thương hiệu này thì chắc chắn đã ăn vào cái tiềm thức, ăn vào những cái sở thích của người dân Việt Nam chúng ta rồi. Và với con này thì chắc chắn một điều là tất cả các bác chúng ta ai nhìn các bác cũng đều thích, bởi vì nó chính là một dòng micro mới giá rất là đắt tiền. Và ở đây các bác nhìn thấy có một chiếc đầu, nó có thương hiệu là Gutin. Và một chiếc đầu của nó là có một cái thương hiệu là Sunwoon các bác nha. Sunwoon SVK thì hai con này của nó đều là một luôn các bác. SVK thì nó cũng đều là thương hiệu của Gutin cả. Và đây là một cái mã là VKMS5500 và con CDN1000. Thì những con này nó đều là một. Và con này của nó có một cái độ hiển thị của nó cực kỳ là cao. Ở đây thì các bác nhìn thấy có một chiếc màn hình, nó hiển thị cho thông số của kênh 1 và kênh 2. Và tiếp theo nó sẽ có chiếc màn hình phụ kèm theo. Nhưng hai màn hình này của nó rất là lớn, nó hiển thị cái thông số, đấy, cái chương trình nó đang bắt. Ví dụ như một tai mic ở bên kênh B là đang sử dụng cái tần số là 220, là chương trình kênh thứ nhất. Và kênh thứ hai nó đang sử dụng là kênh 013, là channel A. Và với con này thì các bác nhìn mặt mũi của nó rất là đẹp, và cho các bác xem qua về nội thất tay chân của nó để chúng ta cảm nhận các bác nhá. Thì đây chính là cái tay của bộ micro này. Tất cả tay chân của nó thì còn zin đét 100%. Tay của nó là tay hợp kim nhôm các bác ơi. Tay hợp kim nhôm. Và tất cả các bác chúng ta nhìn thấy một chiếc côn. Đây chính là cái côn của dòng micro Gutin các bác nhá. Đấy, tiếng của nó rất là sắc bén và rất là nhạy. Tay chân của nó thì các bác nhìn thấy là nó có vẻ là hơi xước sát một tí chút. Bởi vì tay này của nó là còn rất đẹp, cho nên là em Hiền sẽ không cho anh em thợ vệ sinh, cũng không cho anh em thợ tu tát lại. Bởi vì chúng ta để những bộ micro hàng bãi mà còn đẹp được như thế này, nó là một cái điều rất là khó khăn. Và khi gửi đi cho tất cả các bác là nó sẽ có cả chống lăn, có cả chống sốc xịn như thế này các bác nhá. Xịn sò. Và bộ này em sẽ để cho các bác với giá rất là tốt thôi. Và một cái điều đặc biệt để tất cả các bác chúng ta nhìn về bộ micro này. Ở dòng micro này thì các bác có thể nhìn thấy là với một cái kết cấu ruột của dòng Gutin thì các bác không lạ gì rồi đúng không? Đấy, mạch của nó là mạch Gutin các bác nhìn thấy không? Đấy, Gutin nhá. Đấy, và tất cả nó được kết hợp những con tụ và nhôm cũng như là hệ thống xử lý bằng IC4558. Với con này thì các bác biết rồi. Đấy, nó có thể sử dụng là hai hộp sóng hai bên với công nghệ là sóng AB đóng mở. Và dòng này thì các bác có thể thích là cắm điện 220 cũng được. Đây, nó sẽ có một hệ thống biến áp để cấp điện trực tiếp vào trong này. Và nếu như các bác không muốn cắm điện 220 thì các bác có thể cắm điện là 110V các bác nhá. Cắm điện 110V. Thì với con này thì anh em chúng ta nhìn thấy đây chính là con SUVK CDN1000. Mặt mũi của nó rất là đẹp. À, các bác nhìn nhá, con này của nó là chạy điện của nó là điện 220 luôn, rất là tiện lợi. Và đây chính là một cái hệ thống dây cáp để kết nối với lại cái phím control để điều khiển bằng bàn điều khiển hoặc là điều khiển bằng máy tính. Còn ở phía sau thì dòng này thì nó có một cái hai jack 6 ly, một jack 6 ly cho kênh B và một jack 6 ly cho kênh A. Đó. Và khi các bác cắm vào kênh A này thì các bác ấn cái nút bên trong này là nó sẽ ra cả A cộng B luôn. Và các bác có nhìn thấy thế nào? Manual này, in PRC. Thì đối với dòng Gutin này thì trước đây của nó là một thương hiệu cực kỳ đẳng cấp. Nhưng mà bây giờ thì các bác biết rồi. Đấy, Gutin sẽ không bao giờ làm cho tất cả các bác thất vọng đâu. Đây chính là cái dòng CDN1000. Và các bác có thể nhìn thấy đây chính là chiếc đầu thu của nó đây. Và một phần rất là quan trọng khi mà chúng ta quan sát. Đấy, thấy nó đẹp rồi đúng không? Đấy, đầu thu nó đẹp rồi. Tay chân của nó đã đẹp rồi. Đấy, hợp kim nhôm nguyên khối. Dọ của nó là dọ hợp kim các bác nha. Dọ hợp kim inox. Rất là ít bị han rỉ và dạo nó cũng rất là bền bỉ cho tất cả các bác chúng ta sử dụng trong phân khúc gia đình cũng như là trong phân khúc đi làm các show tiệc cưới, hội nghị vừa phải. Đấy, và dòng này thì em khuyến khích các bác chơi những dàn âm thanh trong gia đình thì nó ok hơn. Bởi vì dòng Gutin này nó thiết kế là sóng của nó cũng đỡ cho các bác tầm khoảng 2-30m. Đấy, tay chân của nó là zin đét 100%. Và khi gửi đi thì các bác sẽ có sở hữu cả một chiếc tay là có cả chống lăn chống sốc. Và bây giờ thì em Hiền sẽ test tiếng cho các bác nghe thử. Các bác nghe thử nhá. 6-7. Tiếng rất là uy lực. Tiếng rất là uy lực, rất là chắc tiếng. 6-7. 1-2. Các bác nghe thấy không? 6-7. 1-2. 2-3.
4, 5, 6, 7. Alo. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo. 1, 2, 2. Tiếng rất tốt luôn các bác nhé. Và đặc biệt là dòng này của nó cũng rất là ít hú rít luôn. Và ở đây thì em cũng nói luôn cho tất cả các bác, côn của dòng này thì hiện nay nó có hai loại. Có hai loại, một loại là côn của nó là đang sử dụng cái dòng côn y hệt côn Bayer màu đen. Đó nhá. Côn y hệt côn Bayer màu đen và một dòng côn của nó là dòng côn như thế này đấy các bác. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, rất đẹp, rất là ok. Và em sẽ để cho các bác với mức giá rất là tốt các bác ạ, rất tốt. 1.350.000 đồng. Em để cho các bác với mức giá này thì tất cả các bác chúng ta xem và cảm nhận. Đấy, với mức giá này thì tất cả các bác chúng ta ai cũng có thể mua được. Đấy, ai cũng có thể sử dụng được. Thay vì chúng ta chơi những bộ mic nhái, thay vì chúng ta chơi những bộ mic trọ, thì ngày hôm nay tất cả các bác chúng ta, ai mà biết về dòng micro Gutin này, thì các bác cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo các bác nhá. Và bây giờ thì em Hiền cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Và anh em cho em Hiền một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để những video sau thì em Hiền sẽ lên video cho các bác nhé. Đây là côn của nó là dòng côn Bayer đây các bác. Đấy, một dòng côn rất giống với côn Bayer. Và tất cả các bác chúng ta ai mà lấy những dòng micro này thì liên hệ qua số điện thoại là 0936 118 58 để chốt đơn. Xin chào.